Xin chào các bạn. Trong bài viết ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo báo cáo tổng hợp trong Excel. Thì đối với những người quản lý thường xuyên phải tổng hợp báo cáo vào cuối tháng, cuối năm thì thao tác này sẽ rất là cần thiết cho các bạn để có thể làm việc nhanh hơn. Thì trước tiên, sau khi đã có một vùng dữ liệu như thế này thì chúng ta sẽ tạo gom lại thành một bảng bằng cách là chọn một ô trong vùng dữ liệu này. Ở thẻ Insert, chọn Table. Đó, thì lúc này nó sẽ tự động chọn hết tất cả dữ liệu cho mình. Thì các bạn chỉ cần ấn OK là được. Và nhớ phải tích chọn vào phần My Table Header này nhé. Thì đó sẽ là những cái bốn ô trên này của mình, bốn ô tiêu đề này. OK. Thì sau khi tạo xong thì các bạn cũng có thể có một số lựa chọn như là đặt tên bảng ở đây. Thì trong trường hợp các bạn phải làm việc một lúc với nhiều bảng thì mình khuyên là nên đặt tên để tránh nhầm lẫn. Và cũng hệ có một số cái định dạng nhanh ở đây. OK. Rồi sau khi mà tạo bảng xong thì chúng ta sẽ copy cái những cái tên sản phẩm hiện có trong bảng này ra một cái ô bên này nha. Các bạn chọn cột D, sau đó ở thẻ Data chọn Open Action, các bạn chọn copy to another location là mình sẽ copy qua một cái vùng khác. Ở cái phần copy to thì mình sẽ chọn cái cột G này nha, và nó sẽ bắt đầu từ ô G3. Và các bạn nhớ tích chọn cái unit record only để nó những cái sản phẩm này nó chỉ hiện một lần duy nhất thôi. OK, đó thì mình đã có được tên của tất cả sản phẩm có trong cái bảng này. Tuy nhiên thì lúc này sản phẩm nào mà nó tìm ra trước thì nó sẽ ghi lên đằng trước nên nó không theo thứ tự. Thì nếu các bạn muốn sắp xếp á thì các bạn chọn một ô này, chọn chọn data luôn, và thẻ filter. Thì sau khi xong thì nó sẽ có một cái dấu mũi tên này, các bạn ấn xuống đây và sort A đến Z thì nó sẽ sắp xếp theo thứ tự cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tính tổng doanh thu. Tính tổng doanh thu và tính số lượng. OK. Thì để cho đẹp thì các bạn có thể chọn toàn bộ vùng này. Ở đây Home chọn Format Enter, xong rồi chọn cái vùng này thì nó sẽ ra một cái format tương tự nha. Với cái phần mà tính tổng doanh thu á thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng này. Tuy nhiên để cho thao tác của chúng ta có thể dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ tạo những cái dữ liệu theo cột. Thì các bạn ấn vào một cái header ở đây, chọn Ctrl A thì cái bảng chúng ta sẽ, nó sẽ tự chọn hết. Ở thẻ formula này nè, các bạn chọn Create from selection, các bạn nhớ chọn top row nha, top row nè. OK, thì lúc này ở trong cái vùng này nó cũng sẽ có những cái cột chứa những cái dữ liệu của bạn này. Nó khi mà mình chọn cột này nó sẽ chọn hết cột đó. Thì với phần tính tổng doanh thu thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sumifs. Rồi tham số đầu tiên chính là cái vùng để sum. Thì mình tính doanh thu nên cái vùng để sum sẽ là doanh thu của mình. Các bạn thử gõ nha. Đó thì nó sẽ gợi ý cái vùng chữ doanh thu ở đây nè. Các bạn chọn. Cái tham số thứ hai chính là cái sản phẩm. Đây. Và cái cuối cùng chính là cái tên sản phẩm này của bạn. Thì nó sẽ tìm ở trong cái vùng này những cái sản phẩm nào có tên giống với cái sản phẩm ở ô này thì nó sẽ cộng doanh thu vào đây. OK, đó thì nó là mình đã có được tổng doanh thu của cái sản phẩm thứ nhất rồi. Các bạn áp dụng tương tự cho những cái ở phía dưới. Tiếp theo ở phần số lượng thì chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNTIFS. Với tham số đầu tiên chính là sản phẩm. Với việc tính số lượng thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến tên thôi, nên là chúng ta chỉ cần hai tham số như thế này. Đó, vậy là chúng ta đã xong được hai phần này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cao hơn một tí, là mình sẽ tính tổng doanh thu theo năm và tính số lượng hàng bán ra theo năm. Cái format enter thì các bạn cũng làm tương tự nha. Rồi, đẹp rồi đó. Với phần tính tổng doanh thu theo năm thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hàm sumifs.
Và cái tham số đầu tiên cũng chính là cái cột doanh thu. Tham số thứ hai là cột sản phẩm. Thứ ba chính là cái ô. Hiện tại là mình chưa có nha, đợi mình sẽ. Ok, thì mình phải có một cái ô chứa cái năm mà mình muốn chọn. Rồi. Mình làm lại. Mình sẽ sử dụng sum if. Tham số đầu tiên chính là doanh thu, thứ hai là sản phẩm, thứ ba là tên của sản phẩm. Thứ tư là mình sẽ sử dụng thêm cột ngày ở phía bên này nữa. Và cái điều kiện nó sẽ là ngày phải lớn hơn hoặc bằng cái ngày đầu tiên của cái năm năm 2020 này. Thì với lớn hơn hoặc bằng thì mình sẽ sử dụng làm date. Đây. Thì cái năm thì mình sẽ thích chọn ô này, tuy nhiên các bạn phải nhớ ấn F4 một lần để cố định dữ liệu nha. Để tránh cái trường hợp khi mà các bạn kéo xuống áp dụng thì ở ô này nó sẽ lấy cái ô này chứ không phải là ô 2020. Các bạn ấn F4. Và ngày tháng thì mình cho một mùa hết. Ok. Tiếp theo lại là cột ngày. Và lần này sẽ là bé hơn hoặc bằng. Rồi, các bạn cũng sử dụng hàng date ở đây nha. Rồi, sẽ là năm 2020. F4 một lần để cố định và cộng thêm cho 1. Hai tham số tiếp theo là 11. Có nghĩa là cái cột này sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thì khi mà mình muốn tính tổng doanh thu cho năm 2020 thì nó sẽ là từ ngày ngày đầu của năm này cho đến ngày cuối cùng, có nghĩa là trước khi ngày của năm mới, đúng không ạ? Rồi, sau đó các bạn trừ thêm cho 1. Đó là công thức của chúng ta là xong. Các bạn áp dụng cho bên dưới. Rồi, tính số lượng theo năm thì cũng chúng ta cũng sử dụng hàm cao với bé như bên này và kết hợp với lại cái điều kiện về ngày mà chúng ta đã vừa làm ở bên kia. Thì để cho nhanh thì chúng ta có thể copy vào đây. Ctrl C Escape và qua đây. Chúng ta copy và chúng ta sẽ sửa chữ sum thành chữ cao. Với cái này, với cái số lượng thì chúng ta sẽ không cần cột doanh thu nha. Sản phẩm OG4 ngày. Ok, enter. Đó. Thì có nghĩa là trong năm 2020 thì chúng ta đã bán ở với sản phẩm 01 thì chúng ta đã bán được 89 sản phẩm này. Bây giờ đối với hai cột này thì chúng ta thử thay đổi cái số liệu đây nha. Thành 2019. Đó, thì toàn bộ dữ liệu của chúng ta đã thay đổi rồi. Chúc các bạn thực hành tốt.